đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Chùa Ba Vàng rước chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật là chưa đúng quy định. Ngày 2 tháng 1, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về việc chùa Ba Vàng rước và chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật làm xôn xao dư luận. Theo đó, một số hoạt động của chùa Ba Vàng như lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, rước và trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc của Đức Phật từ Myanmar tiềm ẩn nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong nhân dân. Từ ngày 23 tới ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày, chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Phật cho người dân chiêm bái và một số hoạt động là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định số 162/2017 NDCP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Phật chính là hoạt động triển lãm. Vì vậy, đã vi phạm quy định tại Nghị định số 23 năm 2019 NDCP ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm, Quảng Ninh đã chỉ đạo giao Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục kiểm tra làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra vi phạm theo quy định, yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã đưa trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc, gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn.